Hi, chào mọi người, mình là Irene đến từ Coi 68 TV. Và như thường lệ thì mỗi chủ nhật hàng tuần chúng ta sẽ cùng điểm lại những tin tức crypto và blockchain quan trọng trong tuần vừa rồi với series tuần qua có gì. Anh em đoán xem là trong những ngày đầu tiên của năm 2024 thì thị trường có những tin tức gì nổi bật. Hãy cùng Irene tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coi 68 TV, cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Ok, và tin tức đầu tiên là Say tăng vọt sau tin tức ra mắt V2, meme coin Sayyan thì hưởng lợi tăng trưởng 400%. Mới đây thì blockchain Layer 1 Say đang trở lại mạnh mẽ với mức tăng trưởng tới 75% trong tuần vừa rồi, được xúc tác bởi kế hoạch nâng cấp lên phiên bản V2 với kỳ vọng trở thành mạng Parallel EVM đầu tiên. Bên cạnh đó thì token meme coin Sayyan cũng được hưởng lợi tăng trưởng 400%. Theo công bố vào tuần trước thì Say V2 đã mang tính năng đáng chú ý là Parallel JSON, hiểu đơn giản là khả năng cho phép thực hiện nhiều giao dịch song song cùng một lúc. Layer 1 thì đặt mục tiêu là có thể xử lý tới 28.300 giao dịch một giây, tức là TPS là 28.300. Cơ chế thực thi song song này thì trước đây vốn đã được các blockchain non-EVM như là Solana, Aptos hay là Sui áp dụng để tăng khả năng mở rộng mạng lưới. Đến nay thì Say tuyên bố là mình sẽ là Layer 1 Parallel EVM đầu tiên. Trong thông báo kể trên thì Say V2 được tiết lộ là sẽ lên mạng thử nghiệm vào quý 1 năm 2024 và lên mainnet vào nửa đầu năm 2024. Token của Say thì sau khi tuyên bố đã tăng vọt từ khoảng là 0.37 đô lên mức đỉnh là 0.8 đô và trở thành một trong những đồng coin có sự tăng trưởng tích cực nhất của thị trường trong tuần vừa rồi. Theo số liệu của CoinGlass thì khối lượng mở giao dịch future của Say đã tăng tới 237 triệu đô trong ngày mùng 2 tháng 1, trong khi con số này vào đầu tháng 12 năm 2023 thì chỉ đạt mốc là 69 triệu đô. Hiệu ứng tăng giá của Say thì còn lan truyền đến các meme coin trong hệ sinh thái này, điển hình nhất là Sayyan. Dữ liệu on-chain thì cho thấy là cơn hype từ Say đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư, đẩy giá của Sayyan tăng tới mốc là 400% trong tuần vừa qua. Ngoài ra thì đồng Solo của giao thức staking Kryptonite thì cũng hưởng lợi tới 60% trong ngày vừa rồi. Say thì là blockchain POS được phát hành dựa trên bộ công cụ Cosmos SDK nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng với thời gian xác thực block dưới 1 giây. Vào tháng 4 năm 2023 thì Say Labs đã huy động thành công tới 30 triệu đô la Mỹ chỉ trong hai vòng gọi vốn chiến lược dẫn đầu bởi Jump và Manticore Capital. Say thì đã chính thức ra mắt vào tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên thì đã gây không ít thất vọng vì màn airdrop được ví như là muối bỏ bể trong cộng đồng. Giá của Say thì kể từ đó cũng không có nhiều dấu hiệu biến động và di chuyển ì ạch với mức giá từ 0.1 cho đến 0.2 đô la Mỹ. Với bước phát triển sắp tới thì Layer 1 này đang được kỳ vọng là sẽ quay trở lại đường đua và mang lại nhiều cải tiến công nghệ vượt trội cho người dùng. Trái ngược với tin tức khả quan từ phía Say thì mới đây cầu nối Orbit Chain thì đã mở bát năm 2024 với vụ hack lên tới 81,5 triệu đô. Orbit Bridge là một giao thức cầu nối cross-chain mới đây thì đã bị rút cạn tới 81,5 triệu đô vào rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2024. Vụ việc này thì được phát hiện bởi một tài khoản ở trên X và nhiều đơn vị bảo mật blockchain khác đã chia sẻ lại vụ việc này. Chỉ trong 5 giao dịch riêng biệt thì mỗi giao dịch đã gửi đến một địa chỉ ví khác nhau. Kẻ tấn công thì đã chuyển đi 50 triệu đô stablecoin bao gồm là 30 triệu đô USDT, 10 triệu đô DAI và 10 triệu USDC, 231 triệu WBTC là khoảng 10 triệu đô và 9.500 ETH là khoảng 21,5 triệu đô. Giải pháp cầu nối này thì vốn có một mối quan hệ chặt chẽ với hệ sinh thái Clade. Dữ liệu on-chain thì cho thấy rằng 9 trong số 10 token hàng đầu ở trên mạng này thì là Grafted Assets của Orbit Bridge, tức là tài sản từ blockchain khác đã được chuyển đổi hoặc là luân chuyển về Clade thông qua Orbit. Hiện tại thì vẫn chưa rõ động cơ chính xác của vụ tấn công trên và phía Orbit Chain thì cũng chưa có phát ngôn về việc này. Ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2018 thì Orbit Chain là blockchain tập trung chủ yếu vào chức năng luân chuyển tài sản giữa các mạng phi tập trung. Orbit Bridge thì là cầu nối được ưa chuộng để chuyển đổi tài sản giữa các mạng tương thích với EVM và Clade. Theo thống kê thì các vụ hack, scam cũng như là tấn công bảo mật trong năm 2023 thì đã gây thiệt hại tới 1,95 tỷ đô cho ngành tiền mã hóa. Những dự án bị nhắm đến nhiều nhất thì liên tục là các mảng cầu nối cross-chain, nơi thường xuyên nắm giữ một lượng lớn tài sản của người dùng. Sau tin tức trên thì chúng ta sẽ đến với tin tức liên quan đến một cái tên đã rất quen thuộc trong những số tuần qua có gì, đó chính là MicroStrategy. Mới đây thì MicroStrategy đã bán tới 200
116 triệu đô la cổ phiếu của mình để tiếp tục mua thêm Bitcoin. Michael Saylor, cựu CEO và chủ tịch điều hành đương nhiệm của MicroStrategy, mới đây đã bán tới 216 triệu đô quyền chọn cổ phiếu của công ty theo nhiều hồ sơ pháp lý gửi lên Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC vào ngày 2 tháng 1. Trong tài liệu đệ trình của mình thì Saylor đề xuất sẽ bán 310.000 cổ phiếu MRSR dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 4 năm 2024. Ở báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của MicroStrategy thì Saylor từng tiết lộ kế hoạch bán tới 5.000 cổ phiếu mỗi ngày trong vòng 4 tháng liên tiếp. Mục tiêu lý tưởng nhất là thanh lý 400.000 cổ phiếu trước ngày 26 tháng 4 năm 2024. Michael Saylor thì chia sẻ như sau: kế hoạch này thì sẽ giúp tôi giải quyết các nghĩa vụ cá nhân cũng như tăng lượng Bitcoin trong tài khoản của mình. Tôi thì vẫn sẽ tiếp tục lạc quan về tiềm lực của MicroStrategy và tôi vẫn nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của công ty sau quyết định này. Hiện tại thì MicroStrategy vẫn là công ty đại chúng sở hữu lượng Bitcoin lớn nhất thế giới với 189.150 Bitcoin, trị giá lên tới 8,58 tỷ đô la Mỹ tính tới lần mua gần nhất vào hồi cuối tháng 12. Với chi phí bỏ ra là 5,9 tỷ đô cùng với giá mua trung bình là 31.400 đô la Mỹ thì khoản đầu tư Bitcoin của công ty này đã lãi tới gần 45%. Cổ phiếu của công ty MicroStrategy thì cũng đã tăng trưởng 8,5% mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ thì đang đồng loạt sụt giảm trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2024. Không biết là Michael Saylor đã kịp bán cổ phiếu của mình để mua Bitcoin hay chưa. Thế nhưng mới đây thì Bitcoin đã sập hầm về mốc 40.750 đô la Mỹ và gần nửa tỷ đô lệnh phái sinh đã bị thanh lý trên tất cả các sàn. Sau chuỗi tăng trưởng liên tục vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024, đưa giá của Bitcoin lên mốc là 45.880 đô la Mỹ, ngưỡng cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022 thì mới đây, giá của Bitcoin vào tối ngày 3 tháng 1 đã bất ngờ bị đâm mạnh về tận 40.750 đô la Mỹ. Các đồng Bitcap hàng đầu thì cũng ghi nhận mức sụt giảm từ 5 cho đến 10%. Hiện tại thì vẫn chưa rõ nguyên nhân nào đứng sau biến động giá mới nhất của Bitcoin. Do vậy thì nhiều người đùa vui rằng lý do có thể là vì James Comer, nhà phân tích tài chính thường xuyên đưa ra các kèo ngược. Trong lần lên sóng vào ngày 2 tháng 1 theo giờ Mỹ thì ông Comer đã ca ngợi sự phục hồi của Bitcoin trong thời gian qua và gọi đồng tiền này là một kỳ quan của công nghệ. Ngoài ra thì cộng đồng crypto còn truyền nhau một bài đăng của The Block tương thuật lại việc quỹ đầu tư Matrix Park dự đoán là SEC sẽ từ chối ETF Bitcoin khiến cho giá Bitcoin có thể điều chỉnh về vùng 36 cho đến 38 ngàn đô la Mỹ. Hiện tại thì chúng ta vẫn đang chờ đến ngày 8 cho đến 10 tháng 1 khoảng thời gian để SEC đưa ra quyết định đối với loạt đề xuất ETF Bitcoin Spot của các ông lớn phố Wall. Cú đâm vừa rồi của Bitcoin thì đã khiến cho 485 triệu USD lệnh phái sinh bị cháy trong vòng 1 giờ gần nhất với tỷ lệ long chiếm tới 95,72%. Trong số này thì Bitcoin và Ethereum là những cái tên chiếm gần một nửa. Đây là lần điều chỉnh lớn thứ hai của thị trường crypto trong vòng 1 tháng vừa qua. Và hôm 11 tháng 12 thì Bitcoin cũng đã sập từ 42.000 về mốc 40.400 khiến cho hơn nửa tỷ đô bị thanh lý. Tuy nhiên, cú điều chỉnh vào ngày 3 tháng 1 vừa rồi thì diễn ra ngay khi mà đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới kỷ niệm 15 năm ngày ra đời, một cột mốc đáng lẽ ra phải để lại ấn tượng tốt đẹp. Tin tức kế tiếp là cặp token USDC trên USDT bị mất peg về 0.76 đô sau cú đâm nghìn giá của Bitcoin. Như đã nói ở phía trên thì trong tối ngày 3 tháng 1, cộng đồng tiền mã hóa đã cực kỳ xôn xao bởi cú sập mạnh của Bitcoin về mốc chỉ còn hơn 40.000 đô la Mỹ. Trong cơn hoảng loạn trên thì dường như nhiều người đã vội vã rút tiền về, khiến cho cặp giao dịch USDC trên USDT bị mất peg trầm trọng về mốc là 0.76 đô và khoảng 0.8 đô sau đó 15 phút, bắt đầu từ lúc 19 giờ theo giờ Việt Nam ở trên sàn Binance. Cùng thời gian đó thì giá của cặp giao dịch này ở trên sàn OKX cũng giảm về khoảng 0.95 đô. Tại thời điểm quay video này thì USDC đã hồi phục lại về ngưỡng là 0.9992 USD. Xong thì sự việc này nhắc nhớ đến khoảng thời gian mà Circle bị ảnh hưởng nghiêm trọng do kể tới 3,3 tỷ đô la Mỹ trong ngân hàng sụp đổ là Silicon Valley Bank trước đây. Khi đó thì USDC đã rơi khỏi peg về mốc là 0.877 USD và mất rất nhiều thời gian để hồi phục lại 1 USD sau đó. Nguyên nhân gây ra cú sập mạnh của Bitcoin cũng như là các altcoin khác và đặc biệt là sự mất peg của USDC trên USDT thì đến sự lo ngại của thị trường từ bài dự đoán mới của Matrix Park mới tung ra gần đây. Tuy nhiên, như Coin68 đã đưa tin thì cũng chính đơn vị này vào hồi giữa tháng 11 năm 2023 đã có một dự đoán tăng giá mạnh cho đồng coin vua
Cụ thể là họ đã dự đoán đồng Bitcoin có thể tăng lên mốc là 63.000 đô la Mỹ vào tháng 4 năm 2024, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự kiện Bitcoin Halving và có thể tăng lên mốc là 125.000 đô vào cuối năm nay. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua những tin tức crypto và blockchain đáng chú ý trong tuần vừa qua. Anh em nghĩ sao về những tin tức này và anh em còn quan tâm những tin tức nào khác hay không? Hãy comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những số tiếp theo của series tuần qua có gì. Bye!